Kính thưa quý vị, muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca dao đó đã quen thuộc và đi vào lòng người Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa. Thật đúng như vậy, thầy cô những ngày lấy đò tầm tùy chở mang lớp học trò cảm mến tri thức. Thầy cô là người đã chấp cánh tương lai cho biết bao thế hệ học trò. Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thầy. Bởi lẽ không thầy đổ này làm nên. Nếu không nhờ công ơn của các thầy cô dìu dắt, liệu mấy ai có thể nên người, mấy ai có thể tự tìm đến tương lai nếu không có sự soi sáng ấy. Kính thưa quý vị, dân tộc Việt Nam ta từ xưa đã có truyền thống tư trọng đạo, tôn vinh một nghề cao quý trong các nghề cao quý. Lúc xưa thời, Bác Hồ từng nói, người giáo viên chính là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Hưởng ứng lời dạy của Bác cũng như thực hiện nhiệm vụ cao cả của nghề dạy học là dạy chữ, dạy người. Có thể nhận thấy, giáo dục chính là nền móng của việc hình thành nhân cách con người. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã có câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm Nhật ký trong tù: thiện ác phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Từng là một nhà sư phạm mẫu mực, Bác đã chỉ rõ sản phẩm của việc dạy tốt là con người tốt, và ngược lại, dạy không tốt thì ra con người xấu. Học để hành, học với hành phải luôn đi đôi. Và lần đầu tiên ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20 tháng 11 năm 1958. Khi đất nước thống nhất, với ý nghĩa tích cực của ngày 20 tháng 11, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 1982, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người. Chúng tôi rất tự hào là cán bộ giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm kiêu hãnh và tự hào ấy, chúng tôi sẽ đem hết sức mình để xây dựng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, để gìn giữ đền đáp ân nghĩa mà các thầy cô đã gây dựng nên. Xin kính chúc quý thầy cô, quý vị đại biểu có nhiều sức khỏe, tiếp Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Một tiết mục rất đặc biệt, bởi vì ngay cả ban tổ chức cũng tham gia vô luôn. Lần đầu tiên tôi thấy thầy đạt lên thi sau 4 năm, và mùa 1 thầy cũng thi rồi, kết quả hình như cũng được một cái giải nào đó cũng khá cao. Bây giờ thầy lên thì đánh trống, mà tôi để ý hai thầy trống hai bên không giống, gõ không có giống nhau, không biết đó ý đồ hay là sao. Dạ, sau đây là xin được mời những câu hỏi, một câu hỏi về từ phía ban hội đồng nghệ thuật để dành cho đại diện ở phía trên này của đội thi đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có 5 câu hỏi. Trước hết các bạn đang thi thuyết trình trước một người nói tiếng Việt không đến nỗi tồi. Thế nên chúng ta cố gắng thuyết phục nhau gì? Rất nhiều thầy cô dạy tiếng nói sân khấu ngồi đây, và tôi cũng làm cái công việc đó. Bây giờ các bạn với tôi thi về cái phần nói tiếng Việt sao cho thuyết phục. Câu đầu tiên tôi thấy rất là cần cho tất cả mọi người. Bạn hãy giới thiệu cho mọi người biết trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu khoa phòng, ban, trung tâm liên quan phục vụ cho công tác đào tạo. Trong này đang thiếu mấy chữ? Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, vì nó dễ lẫn với Hà Nội. Đó là câu hỏi mà chúng ta cùng trao đổi với nhau.
Xin được mời các thầy cô. Dạ, kính thưa ban giám khảo. Hiện tại trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có 6 khoa và 4 phòng, bao gồm có khoa sân khấu, khoa điện ảnh truyền hình, khoa nhiếp ảnh, khoa mỹ thuật và khoa kịch hát dân tộc. 4 phòng bao gồm có phòng hành chính tổng hợp, phòng đào tạo, phòng công tác học sinh sinh viên và phòng khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục. Em quan tâm đến phòng nào nhỉ? Ngoài ra các khoa phòng thì em còn bổ sung là trường vẫn còn có một số trung tâm, bao gồm có trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thực hành điện ảnh và trung tâm thông tin, thư viện thông tin. Thì trong tất cả các phòng khoa thì nếu nói về đào tạo thì với cá nhân em thì em cảm nhận rằng là khoa sân khấu và khoa điện ảnh truyền hình là hai cái thế mạnh của trường để đào tạo lên cái nguồn nhân lực phục vụ cho không phải là nói riêng là miền Nam và nói chung cho cả nước. Thì đấy là đối với cảm nhận của em. Còn đối với phòng thì em cảm nhận không phải là em làm ở bộ phận tổ chức cán bộ mà em lại nói là em quan tâm đến phòng tổ chức cán bộ, nhưng thực tế thì tất cả các phòng khoa hay là các trường nào thì đối với bộ phận tổ chức cán bộ là quan trọng nhất, vì nơi đó là nơi quản lý con người và nơi đó cũng là nơi để mà làm sao định hướng để cho một trường phát triển. Thì thật đấy là cái cảm nhận của cá nhân em. Chắc là trước khi mình đi thi là mình có họp nội bộ trong phòng và quán triệt cái câu trả lời trước rồi. Nếu có gặp không à thầy à, ở đây là không có tự sáng giờ tôi cũng không có biết là các thầy ban giám khảo hỏi à. Dạ không, ý em đang nói là với riêng phòng tổ chức cán bộ á, là có họp riêng trong phòng không? Dạ có. Là anh nói như vậy thì lại không cảm nhận đúng với cái cá nhân tôi, và đó là định hướng của tất cả các phòng ở các trường. Bởi vì bộ phận tổ chức là đóng vai trò quan trọng thì tôi cảm nhận như thế, chứ còn không có phải định hướng trước. Thôi không, đây là chỉ là một cái giống như một khán giả đang có một cái chút tò mò thắc mắc thôi, chứ cũng không có. Dạ, xong câu trả lời xong chưa ạ? Dạ, xin hết ạ. Dạ, bây giờ hội đồng nghệ thuật có ý kiến gì không ạ? Tôi còn quan tâm đến một nơi khác nữa. Gương mặt sân khấu điện ảnh là chúng ta đưa ra với cuộc đời này. Nơi nào cấp tiền để cho chúng ta làm đào tạo, chúng ta yên tâm cho các thầy và các trò nhé. Không thực, không vượt được đạo. Dạ, nếu thầy nói như thế thì em xin nói lại là cái phòng, hồi đấy em nói là phòng hành chính tổng hợp thì nó bao gồm có 3 bộ phận. Đó là bộ phận tổ chức cán bộ, bộ phận tài vụ và bộ phận hành chính quản trị. Trước đây nó là phòng riêng, nhưng bây giờ từ năm 2018 thì nó được sáp nhập thành chung một phòng hành chính tổng hợp để chăm lo phục vụ đào tạo thầy ạ. Xin cảm ơn tất cả và cảm ơn riêng phòng tài vụ. Trong phòng tổ chức của nhà trường và tất cả đều chúng ta đều thậm chí cảm ơn là không đủ. Chúng ta biết ơn các thầy cô. Và thậm chí các thầy cô phải tỏ lòng biết ơn lại các học trò. Bởi vì nếu không có học trò thì chúng ta sẽ không có nhà trường. Xin cảm ơn phần trả lời của em. Và nếu như thế là đủ rồi thì ban tổ chức xin chuyển cho một đội khác. Xin được kính của thầy Trung. Dạ, xin được nghe ý kiến của một thành viên khác trong ban giám khảo và hội đồng nghệ thuật. Vâng, tôi chỉ có một cái ý kiến góp ý thêm. Có lẽ là cũng do là xúc động nên là hồi hộp, nên là có cách trả lời. Nếu đúng ra thì đó là trung tâm biểu diễn và nhà hát thế giới trẻ, đúng không ạ? Và phòng đào tạo quản lý khoa học và đối ngoại, đúng không ạ? Và trong 6 khoa lúc nãy bạn nói thiếu có 1 khoa, đó là khoa kiến thức cơ bản. Xin cảm ơn. Dạ, chắc có lẽ là hồi hộp quá nên em quên. Hồi hộp quá mà cười tít mắt luôn. Ngày hôm qua em mới nhận được để thuyết trình cho nên là em cũng cố gắng hết sức, và trong hồi hộp thì quên cả khoa kiến thức cơ bản. Nếu như điểm chung cho bài thi này là 20
thì chúng ta cứ tự hiểu là mấy cái quê thì nó sẽ dừng lại ở đường nào được. Và như thế là phải trừ điểm vào cái người quên là chị. Rất vui thế thôi, không khí của chúng ta như một ngày hội. Cảm ơn tất cả các thầy cô, các em. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ góp ý từ phía hội đồng nghệ thuật. Và xin cảm ơn tiết mục rất tuyệt vời từ liên quân của bộ phận tổ chức cán bộ và ban kịch hát.